Dạ sáng còn mấy miếng cá mồi đó mới đút cho mấy nhỏ á. Hết luôn rồi. Tại cỡ này đi mặn nó bấp bênh quá cho nó ăn cho ghém. Nhưng mà mấy em dài cũng nói chung cho hiện nhắc tới đâu cũng không biết sao nói được. Nói không nghe quá, bình thường mà. Bây giờ gạo còn được có mấy lít à. Cái gì? Gạo còn được có mấy lít trong lưu. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Chợ Mới của tỉnh An Giang. Cách đây cũng hơn nửa năm thì cô bác quý anh chị nhớ hình ảnh người vợ mất thì để lại người chồng cùng với lại hai người con sống cảnh gà trống nuôi con. Lúc đó thì vợ của anh Hậu mất á, thì cô bác quý anh chị biết không, mua vàng khó khăn, không tiền mai táng, rồi lúc mà vợ bệnh á, thì phải ẵm con đi sinh để chăm sóc vợ của mình. Tuy nhiên thì chị không qua khỏi và sau đó thì được người dân hỗ trợ cũng như là quý mạnh thường quân hỗ trợ thì an táng cho chị cũng đã xong. Và sau đó một thời gian thì cũng được mạnh thường quân hỗ trợ thì cũng sửa được cái ngôi nhà rất là kiên cố để cho anh yên tâm có thể nuôi hai người con của mình. Lúc đó thì rất là nhiều người bàn ra tán vào rằng cho rằng anh Hậu sẽ bước thêm biết bước nữa bỏ con của mình bơ vơ. Cũng gần một năm rồi anh Hậu vẫn sống như vậy, vẫn lao động hàng ngày với cái công việc là giác muối nuôi hai đứa con của mình nên người. Thời gian cũng còn khá là dài, mình cũng không nói trước được điều gì. Tuy nhiên ngày hôm nay quay lại cuộc sống của anh Hậu thăm và gia đình của anh để mọi người hiểu thêm về cuộc sống anh Hậu ở thời điểm hiện tại sau khi vợ mình mất gần một năm ha. Cô bác quý anh chị biết là ngôi nhà này được tất cả các mạnh thường quân chung tay với nhau sửa lại cái phần nền, cắt lại cái phần tiền chế, làm luôn cái phần nhà và rất là đẹp phải không cô bác quý anh chị? Đây là đội của anh Hợp và đội của anh Vũ sửa lại cái phần nhà. Đây nhìn thấy rất là dễ thương ha. Nhà rất là cao ráo, thoáng mát và đóng la phong luôn. Đây và thưa với cô bác anh chị là lúc đó thì cái tủ thờ này nè thì cũng sập xệ lắm và được là chung tay mua cho cái tủ thờ. Còn bên đây là cái bàn thờ của vợ của anh. Thôi thì chắc có lẽ mình sẽ xá dài xá ra một không gian, nếu như mà không có tiếng cười của trẻ con thì cũng khá là lạnh lẽo đúng không? Chào anh Hậu ha. Dạ hôm nay không có đi làm hả anh? Dạ không, em dài em cũng không anh. Vậy hả? Dạ. Cái này làm cái công việc gì? Cũng thường thường đi giác muối vậy đó. Vậy hả? Dạ. Ngày được nhiêu? Thì cái này giác này cũng bấp bênh mà mưa gió đó, với cái này ít. Rồi có bữa đi thì có bữa đi, có bữa không. Hai bé quậy thấy năng động quá ha. Dạ. Thì ngày nhiêu anh, nó ngày nhiêu? Thì em giác nhiều khi, ngày nhiều khi cũng bấp bênh lắm anh ơi, nhiều khi. Rồi đừng giỡn con. Nhiều khi đi, mình đi thì có bữa được 300 hay là 200-300. Rồi mình gửi cái bà chị ở cái bên nhà á. Bà chị dâu đằng này nè. Thì bà gửi cho bà giữ, bà coi mấy bé rồi đó. Cho ăn uống rồi. Mà để cũng như thay vì mình bà cho ăn uống rồi mình về mình gửi tiền lại cho bà chị. Có các bé có được đến trường chưa? Chưa nữa anh ơi. Vậy hả? Giờ mặn nó hoài đó, nhiều khi rồi mình đã không rồi đó. Rồi chưa đi đưa đi. Của hổm cũng có đưa đi đợt rồi thời gian em lo đi mặn rồi đó. Rồi không gửi được mấy bé. Ví dụ em ở nhà em đi tới lui thì mình gửi được. Vui ngoài cái nỗi buồn chưa anh Hậu? Dạ thì nhiều khi cũng còn hay nhớ hoài anh ơi. Yeah. Dạ. Cô bác anh chị biết không? Anh Hậu còn treo sau khi cắt nhà xong treo cái tấm hình cưới của hai vợ chồng lên luôn kìa. Dạ. Treo lên chủ trang trọng nhất ở trong ngôi nhà đó. Mà điều đặc biệt Bùi Hồ rất là mến anh đó là mặc dù là không có phụ nữ ở nhà nha, nhưng mà ngôi nhà của anh rất là sạch luôn ha cô bác anh chị. Cực kỳ sạch luôn. Dạ. Cho em vô tham quan vòng đi mình tâm sự tiếp ha. Dạ dạ. Dạ đi vô đi. Đây coi gì xây giềng chỉ lên nè cô bác anh chị. Đó đẹp không? Nó có miếng cửa màn nữa kìa. Bùi Hồ đến cũng bất chợt chứ không có thông báo. Không mà phòng nó tùm lum chứ. Nó dạ. Nhỏ nó quậy quá trời chứ. Dạ. Đây cái cửa phòng cũng dễ thương lắm. Có gì đâu mà tùm lum vậy được chứ. Dạ. Mới đồ nữa. Anh kỹ nói là quay cửa phòng còn ngủ không có cuốn mùng. Dạ. Đây là cái không gian ở ngoài sau này. Ủa sao mình không nấu ăn ở đây anh Hậu? Ông em được đó giờ ra ngoài sau này nè anh. Ồ em thấy, ủa đằng sau được dán gạch thêm kìa. Dạ. Ừ. Tại đợt đó cây cối mình còn dư đó. Rồi gạch này sao? Như gạch. Người ta cho.
cho nữa hả? Dạ. Bà chị tới bên này là bà cho. À bước xuống đi. Bà cho mấy gạch bọng đó. Ồ đẹp quá trời. Dạ. Như còn, nhà giàu luôn. Còn mấy cái này là thì cái nhà mà nhà cũ của mình à. Dạ, mấy ba cây cũ rồi đó, mình tận dụng lại cái mình làm che ra thêm. Tốn hết đằng sau này tốn hết nhiêu tiền? Thì nào ngay có cái dưới này thì mình có mình như người thợ hồ đó lại làm 2 ngày thì được có 600 ngàn à. Ờ gạch. Dạ. Gạch thì sao? Gạch thì người ta mua tặng luôn. À dạ. Mua tặng này chắc là gạch cũng như lớp gáp nè. Dạ. Rất là nhiều màu gạch kiểu như gạch người ta còn dư vụn vụn đó. Dạ. Còn thùng còn dư mấy viên người ta tặng luôn đúng không? Dạ. Cái gạch này là gạch dán tường. Gạch đó là gạch dán tường. Dạ, gạch này là gạch giạc á anh. Gạch giạc. Dạ, nó bỏ ra cái thì mẫu này mẫu nọ nhóc mẫu chân. À. Bên đây là cô bác với chị biết hồi năm 2000 trở về trước thì nhà miền Tây nhà nào cũng có một cái đó là cái tủ cạm bên C. Dạ. Cạm bên C là tiếng Pháp của cô bác với chị. Ở đây gọi là cái tủ chén. Mà thấy không? Anh sơn đồ chén đồ ngăn nắp đâu đó đầy đủ ha. Dễ thương dữ trời. Dạ. Đây là cái kệ bếp ga anh Vũ anh làm hàng giùm luôn nè. Hôm nay ăn cơm gì? Dạ sáng còn mấy miếng cá mòi đó mới đút cho mấy nhỏ. Hết luôn rồi. Tại cỡ này đi mặn nó bấp bênh quá cho nó ăn cho ghém. Ồ dễ thương ha. Dạ. Bên đây là nhà vệ sinh nè. Mình giúp được những cái hoàn cảnh nào mà tự nhiên cái mình thấy là càng ngày càng sạch đẹp gan lên làm ra thấy vui lắm. Nhà vệ sinh cũng sạch đẹp nè. Không gian rửa chén thì cực kỳ thoáng luôn ha. Dạ. Ờ có cái cửa ngoài sau nữa kìa. Trời ơi. Ở nhà thì chẳng khác nào như nhà giàu luôn anh không? Dạ. Cái cửa này thì trước là nằm ngay đây nè anh. Cửa nào? Cửa này đây đúng dạ. Không? Rồi nằm bên đây anh mới gỡ ra. Giờ mấy bé nó chạy tới chạy lui đó nó đánh qua đánh vô. Nó đứt cái giò nhỏ. Ờ rồi anh muốn gỡ ra anh dạ, mình sợ luôn. Luôn. Dạ. Cửa mở hay cửa lùa? Mở. Cửa mở ra ha. Dạ. Ồ. Nhưng mà anh hậu năm nay là nhiêu em quên rồi. 40 rồi. 40 hả? Dạ. Gọn gàng ngăn nắp thấy chăm các bé không có vợ cực không? Thì đầu ngay nó cũng dễ anh ơi, mấy bé giờ nó lớn rồi. Bé này tên gì? Bạn Minh. Này tên gì? Dạ này Minh Khôi. Minh Khôi, bạn Minh Nữ ở đây. À, Võ Thiên Hương. Vậy hả? Dạ. Rồi làm gì rồi đi làm rồi ngày được ngày đặng ngày được ngày dạ. Làm không được nữa rồi tiền bạc rồi sữa rồi sao thì nhiều khi cũng phải chịu chặn thôi. Nhưng qua nay mấy em dài có chạy xe đò đó thì cũng được mấy trăm ngàn đó thì mấy em dài có chạy xe đò đó hả? Dạ có chạy xe đò hôm lễ 18 năm mình nè. À mà chạy cũng bấp bênh quá. Ừ. Rồi em chạy bữa đó thì đâu ngay nghe nói anh có bạn gái rồi hả? Không có không? Không có. Sao ta đồn có? Tại ta đồn vậy thôi chứ em đâu có đâu. Thiệt hả? Dạ. Nói chơi thôi cô bác anh chị chứ ảnh sống cái cảnh vậy mà dạ. Hai đứa con này ai mà dám vô đúng không? Dạ dạ. Với lại anh cũng thương vợ của mình, cái sự nhung nhớ của anh thể hiện qua cái việc mà là anh treo cái tấm hình của vợ chồng, hình cưới của vợ chồng lên nơi trang trọng vậy nữa. Có nấu cơm nước cho chị đều đặn không? Cũng nhiều khi đi mặn thì mình ở nhà không có nấu, còn nhiều khi ở nhà thì mình có nấu. Ừ. Thôi đi xích gà trước dạ. Đi. Như vậy là cô bác với anh chị biết được rằng cái cảnh mà gà trống nuôi con không phải là sống một cuộc sống nó bộn bề, bỏ con cái mình lang thang. Mà một mình anh hậu vừa làm chồng, vừa làm cha mà vừa làm mẹ luôn. Dạ. Phải vừa chăm sóc cho các bé, vừa phải đi kiếm tiền ở ngoài đường. Dạ. Đôi khi mình thấy tuổi không anh hậu? Đây coi. Ở khi thấy tuổi không? Nhiều khi cũng thấy tuổi lắm anh. Yeah. Dạ. Nhiều khi mình đi mạng đó 3-4 nhiều khi cái mình đi bỏ hai đứa bé ở nhà nhiều khi đóng cửa lại. Nhiều khi mình thấy nó tội nghiệp lắm. Mình nhốt lại gian như là mình nhốt mà để ở trong tù. Mà nói chung tù thì nó kỳ ác. Chứ là trừ nhiều khi nó rất đẹp đó. Thì giờ mình gửi bà chị cái bên đó thì bà cũng tới lui và bà cho thôi. Cũng như tới giờ thì bà đem cơm là cho ăn vậy thôi. 3 giờ là đi rồi. Dạ, nhiều khi có bữa 3 giờ, có bữa 4 giờ. Rồi nhiều khi mình đi đó thì chỉ giấc trưa này thì chỉ đem cơm ra cho ăn buổi trưa. Rồi chỉ chiều với lại tắm rửa thì như khi tối á. Thì em về không kịp á thì chỉ mới dẫn hai bé lại nhà thôi. Con lại chú nói nghe nè. Con lại con gái lại chú nói nè. Con tên gì? Con tên gì? Con tên gì à? Con tên gì?
À, con nhớ mẹ của mình không? Nó quên. Lúc đó thì nói là nói mẹ ngủ thôi đúng không? Dạ. Chị mất là bé nói sao em quên mất tiêu rồi. À, nào ngay lúc đó thì nói mẹ bệnh. Mẹ bệnh mẹ nằm ngủ. Rồi lúc mà đem chạy đi đi hỏa táng á. Dạ. Bé biết chưa? Thì mình chỉ nói với bé là đem mẹ đi chị bệnh nè. Vậy hả? Dạ. Rồi có hỏi về cái bàn thờ không? Thì bé hỏi thì nhiều khi mình nó bé thì cũng ít hỏi lắm. Mà mình nhiều khi mình với bộ mình hỏi bé tối ngủ có nhớ không? Tối ngủ có nhớ mẹ không? Thì mấy bé này thường thường nào ngay á, hồi đó là mến tay mến chân em thôi mà. Tại vì bé nào cũng gì chứ lọc lòng ra chừng 2-3 tháng là tay em chăm sóc thôi mà. Cũng như gan như mình chăm sóc nó như là từ sữa tới bất cứ cái gì cũng vậy. Dạ. Tại vì vợ em thì nó vợ em thì có mang cái mang căn bệnh đó đó anh. Thì nào ngay thì vợ em nó vợ em cũng dở lắm. Tại vì một tay em thì lớp nào hai con, giờ lớp nào cũng như là đồ đạc hay bất cứ cái gì cũng vậy. Dành thì phần chăm sóc thai vợ hết. Dạ. Ra là cứ ở với ba suốt. Dạ, bởi vì hai bé thì đến lớn thì bé nào bên ấy biết mến ba không, chứ còn mẹ thì hỏi tới thì ít có mến lắm. Lúc trước là bị bệnh phổi đúng không? Dạ, thì trước nữa thì bệnh nền, thì bệnh động kinh co giật á. Nên là nữ là cứ sanh bé ra là anh hậu ảnh cứ chăm sóc thai vợ hết. Vợ dạ. Là chỉ sanh thôi. Dạ. Còn việc chăm con là sau khi là tả sữa gì là mình một mình anh lo hết. Dạ đúng rồi anh. Rồi hiện nay trong nhà có dư tiền dư bạc gì không? Hiện giờ cũng nói chung không có dư anh ơi. Giờ là ra. Nhưng mà sống cũng được đúng không? Dạ. Chi tiêu gia đình mỗi ngày là nhiêu? Xuất ra đây. Chi tiêu gia đình mỗi ngày là nhiêu? Thì chi tiêu gia đình hiện giờ em nói chung ra thì xài cũng nhín nhút rồi. Nhiều khi có mình xài, nhiều khi như qua nay đó thì mua sữa bọng mấy bé hết trơn. Bây giờ cũng là khoảng nhiêu ngày, khoảng ước tính khoảng nhiêu tiền? Dạ thì một ngày cũng cỡ 100.000 đô lợi rồi anh. Đi hả? Dạ. Rồi có lúc nào túng thiếu lắm không? Thì nói chung hiện tại bây giờ luôn là em đang túng luôn á. Nó dài như mình chạy xe nó khó khăn, mua sữa bọng đứa nhỏ rồi đó. Thì mua sữa bịch cho mấy đứa nhỏ uống mới có hết qua này, mà hồi tối giờ cũng hết sữa luôn. Tính nay gạo thì sao? Gạo ta có cho không? Cũng có. Dạ. Nhưng mà mấy em dài cũng nói chung ra hiện nhắc tới đâu cũng không biết sao nói luôn. Nói không nghe quá, bình thường mà. Bây giờ gạo còn được có mấy lít à? Cái gì? Gạo còn được có mấy lít trong lưu. Tại em tính giờ chút xíu, ví dụ như đây tới chiều có rảnh thì chạy đi mượn đỡ ông cậu hay là ai vòng vòng đỡ về mua sữa mấy bé rồi. Qua nay tiền điện tới người ta mình cũng chưa đóng được. Giờ hết gạo luôn hả? Còn không được mấy lít. Tí xíu em gửi riêng cho anh phần của em, gửi cho anh 500 ngàn mua gạo cho các bé. Dạ dạ. Mua gạo để mua dài bịch sữa thì em gửi cái này là em gửi tặng riêng cho anh. Dạ dạ. Tại vì trong cái lời cảm ơn anh hồi. Tại vì thấy em bỏ quên ngoài cốp xe hay vậy? Bỏ ngoài cốp xe hay vậy? Rồi tí xíu em ra em lấy em gửi tặng. Dạ. Cố gắng lên nha anh Hậu. Bác của anh chị có biết không? Nếu như mà không nói thì chắc có lẽ là cô bác anh chị nghĩ cuộc sống anh Hậu đầy đủ ấm no. Tuy nhiên là thưa với cô bác anh chị là ngôi nhà này là toàn bộ là được mạnh thường quân của kênh Bùi Hồ hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình anh. Dạ. Sau khi mà vợ anh mất đi, lúc đó thì Bùi Hồ cứ đến thăm gia đình của anh á là lúc khoảng 10 giờ tối. Dạ. Và đám tang là chỉ có một vài người thôi. Và anh chỉ nhắn tin cho Bùi Hồ câu là nói vợ xin tiền, vợ trị bệnh, sau đó vợ mất luôn. Thì không biết là cái hữu duyên làm sao là Bùi Hồ phải chạy từ Cần Thơ về đây, đến đây là 10 giờ tối. Dự cái đám tang có thay mặt của nhóm sư cô ở Lâm Đồng, Đà Lạt á, có gửi 5 triệu để mà... Đúng không? Lúc đó gửi 5 triệu để mà lo chuyện mai táng. Dạ. Thì được mạnh thường quân chúng ta giúp đỡ để có được ngôi nhà mái ấm như thế này. Khi mà có được ngôi nhà người ta nói an cư thì mới lập nghiệp. Cái chuyện nhà cửa nó dột nát thì anh làm sao để mà anh yên tâm đi làm? Làm sao để mà anh có thể an tâm để các bé ở nhà, rồi cửa không có khóa nữa, lúc đó tủ thờ đồ sập sệ hết à, thì được giúp đỡ thì đó là cái duyên. Yeah. Mà cũng có là phần phước là của chị không có được cùng với anh để sống trong cái ngôi nhà này, nhưng mà dù sao thì chị cũng thấy ấm lòng hơn khi mà
ra đi thành thanh thản hơn khi mà các bé và chồng của mình được mạnh mọi người chúng ta giúp đỡ. Tuy nhiên quãng đường còn rất là xa, thời gian còn rất là dài, cũng không thể nói trước được điều gì. Không biết thì thời gian tới thì anh Hậu cùng với lại hai đứa con của mình sẽ chống chọi ra sao. Con cái thì cũng ngày một lớn lên, việc ăn học của các bé là cái thứ nhất. Việc thứ hai là lo cho các bé không biết là sau này là cuộc sống của anh như thế nào nữa. Tại vì còn rất là nhiều vấn đề xảy ra chứ không phải là như vậy. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ cũng hữu duyên đến đây thăm lại thì thấy cuộc sống của anh Hậu, thứ nhất nè, nhà cửa sạch sẽ nè. Cái thứ hai là các bé thì được mạnh khỏe nè. Cái thứ ba là được người ta chung tay với nhau hỗ trợ thêm cái phần nhà sau nữa. Dạ. Cảm thấy ấm lòng hơn. Tuy nhiên thì một mình lao động mà nuôi hai con rồi nuôi gia đình nữa, rồi điện nước đủ thứ á, nó đâu có đủ đâu. Để chia sẻ cho cô bác với chị biết, đây là cái tiền này là em gửi cho anh mua giùm em 10-20 kg gạo gì đó, còn dạ, như mua sữa cho các bé. Dạ. Đây phần của em gửi cho anh, ghi cho anh. Dạ, cho em gửi lại, cảm ơn anh Hồ rất là nhiều. Ừ. Không biết sao á, tự nhiên cái chạy muốn chạy về chợ mới, chạy ngang ghé thăm dạ, anh cùng với gia đình rồi mới biết được cảnh này luôn, chứ không biết mình chắc đi mượn nợ nữa rồi. Dạ, tính là đây tới chiều cũng đi mượn nợ. Mượn nhiêu? Thì mượn đã 100 hay 200 nó lợi là mình mua sữa. Thảo ngày còn thiếu nợ ai không? Thì nào ngay đó giờ nợ vòng vòng mình không có thiếu, nhưng mà có một cái là mình mượn cậu hoặc là gì. Mượn cho mình trả? Dạ, từ từ thì mình có khả năng rồi mình mới trả. Ờ. Dạ. Tối cái này có khóc không? Ôm con có khóc không? Nhiều khi không, mình nói cái chuyện mình lâu quá thì nói chung ra thì mình cũng rơi cái sự buồn đau đó, nó quá, nhưng mà ngặn khi mình cũng nhớ con hoài. Mà giờ con thì mình thấy mình nhớ lại này nọ vậy đó, những cái niệm hồi đó, như mẹ lúc mà mẹ nó mà như mẹ mẹ có mấy bé mang bầu từ đứa bé này cho đến đứa bé nọ đó sanh ra, rồi khi mình nhớ tới những kỷ niệm đó thì mình thấy mình nhiều khi vừa buồn mà lại mình thấy vừa vui. Thấy ngôi nhà mấy anh thợ cắt đẹp không? Dạ, thì nào ngay thì mấy anh cắt này là rất là đẹp lắm. Những người vòng vòng ở đây, những người bà con vòng vòng ở đây, nó đến đây khi đến cúng cái đến đập như đập đám hàng tuần rồi đó anh. Thì đến người ta đi với cúng trước cúng kiến sau, cái ta đi tham quan vòng vòng, ta khen rất là đẹp lắm. Ta nói người ta cũng nói là chúc cho ba cha con của em đó thì được cái mái nhà gì là tội rất là quý lắm, chứ nếu mà gặp như người như là người ta mình đi làm không biết bao giờ làm là coi như là không biết bao giờ mà được cái nhà như gì. À. Thôi thì ngày hôm nay đến thăm anh, dạ, gặp được em cũng mừng, nhưng mà vẫn còn nỗi lo, cũng mong anh sẽ cố gắng vượt qua. Dạ. Cũng chạy xe ôm, cũng làm đủ thứ nghề đi. Dạ. Để cho các con của mình có sữa ha. Dạ. Cũng nhưng mà sống anh sống rất dạ, là sạch sẽ gọn gàng, mình cũng vui lây. Dạ. Và cũng có được ngôi nhà này cũng một lần nữa cảm ơn đội anh Hồ, rồi anh Vũ họ Sắt, rồi đội của anh Hải đỡ đồng hành với Bùi Hồ hỗ trợ cho những cái hoàn cảnh khó khăn có được những ngôi nhà như thế này. Rồi một lần nữa thì em chúc anh gặp được nhiều may mắn, các bé luôn có sức khỏe để mình an tâm đi làm. Chúc anh tìm kiếm một cái công việc nào nó phù hợp hơn để mà có thể nó ổn định lâu dài hơn để mình nuôi cho các bé ha. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Bùi Hồ xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý chị ở video clip sau. Cũng không quên nói lời cảm ơn đến tất cả các cô chú, quý anh chị, quý mạnh quân, quý nhà hảo tâm đã đồng hành cùng với Bùi Hồ để ủng hộ những cái hoàn cảnh khó khăn nói chung và ủng hộ gia đình anh Hậu một gà trống nuôi con nói riêng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.